Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật và 117 máy bay không người lái UAV Ukraina phóng vào lãnh thổ nước này trong đêm. Theo hãng thông tấn TASS, các tên lửa chiến thuật mà Ukraina phóng vào lãnh thổ Nga được xác định là tốc Ku. Tại khu vực Kursk, các lực lượng phòng không Nga đã loại bỏ 37 UAV và 4 tên lửa của Ukraine. Ngoài ra, 37 UAV khác bị bắn hạ ở vùng Voronezh, 17 UAV ở Bengorod, 11 UAV ở Nizhny Novgorod, 9 chiếc ở Volgograd, 3 UAV ở Biryansk, 2 chiếc ở Orion và 1 chiếc ở vùng Rostov. Trước đó, ông Alexander Gusev, thống đốc vùng Voronezh xác nhận trong đêm qua, hơn 35 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trong khu vực. Một số tòa nhà dân cư và thương mại, cơ sở và phương tiện ở địa phương đã bị hư hại do các mảnh vỡ UAV rơi trúng. Không có thương tích nào được báo cáo. Tuy nhiên trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ con số thương vong hay thiệt hại vật chất do đợt tấn công bằng tên lửa và số lượng lớn UAV từ Ukraine. Theo Pravda, một số kênh Telegram cho hay loạt UAV Ukraine đã tấn công 3 căn cứ không quân của Nga. Cụ thể, căn cứ không quân Savas ở tỉnh Nizhny Novgorod, nơi đóng vai trò là điểm cất cánh của các chiến đấu cơ MiG-31K của Nga, đã bị tấn công. Trong một diễn biến có liên quan khác, phía Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã tấn công lãnh thổ nước này bằng hai tên lửa dẫn đường KH-59, KH-69 và 23 máy bay không người lái tấn công xa hết vào đêm 13 và dạng sáng ngày 14 tháng 8 theo giờ địa phương. Phòng không Ukraine đã loại bỏ được 17 máy bay không người lái. Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine, thông tin về cuộc tấn công trong một bài viết trên kênh Telegram cá nhân. Nhờ những nỗ lực chiến đấu, các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng thủ Ukraine cùng máy bay, đơn vị tên lửa phòng không và các phương tiện tác chiến điện tử của không quân đã bắn hạ 17 UAV của đối phương ở các tỉnh Mykolaiv, Chekatsky, Kirovohrad, Kiev, Zaporizhia, Sumy, Kharkov và Zhytomyr. Ngoài ra có thông tin cho biết, Nga đã phóng tên lửa từ tỉnh biên giới Belgorod và máy bay không người lái từ khu vực thao trường ở Chauda, bán đảo Crimea cũng như các thành phố Yersk và Kursk của Nga. Mảnh vỡ từ một máy bay không người lái xa hết của Nga bị bắn hạ ở tỉnh Mykolaiv cũng đã làm hư hại hai tòa nhà dân cư của Ukraine. Trong thông báo mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã ngăn chặn được nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm tiến sâu hơn ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các cuộc không kích của không quân Nga, máy bay không người lái và hỏa lực pháo binh đã ngăn chặn nỗ lực của một số đơn vị cơ động Ukraine nhằm tiến sâu hơn bằng xe bọc thép ở những khu vực có đông dân cư như Opsi, Kolodesk Snagos, Kauchuk và Alexievsky thuộc vùng Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã chiếm lại làng Ozeki ở vùng Kursk. Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy chiến đấu cơ Su-34 ném bom vào những khu vực được cho là nơi trú ẩn của binh sĩ Ukraine ở vùng Kursk. Không quân Nga được cho là có ưu thế tuyệt đối trước lực lượng xâm nhập. Nhiều blogger quân sự ở Nga cũng đưa tin về những trận chiến dữ dội khắp vùng Kursk lực lượng của Ukraine được cho là hứng chịu nhiều tổn thất khi quân tiếp viện Nga cùng vũ khí hạng nặng có mặt trong khu vực. Ông Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, nói trên kênh Russia 1 của Nga rằng đối phương đang phải hứng chịu thương vong tương tự như ở giai đoạn đầu của xung đột. Ông Alaudinov nói hành động ngớ ngẩn của đối phương là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất đó khi họ phơi bày lực lượng ra trước hỏa lực của chúng tôi. Ông Alaudinov nói thêm nỗ lực của đối phương đã bị chặn lại. Họ biết rằng đòn tấn công chớp nhoáng được lên kế hoạch từ trước đã không thành công. Theo ông Alaudinov, quân đội Nga hiện nắm quyền kiểm soát tình hình ở vùng Kursk và lực lượng Ukraine đang bị đánh bật khỏi các khu định cư. Trong diễn biến có liên quan, cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR tuyên bố, bối cảnh hiện tại, Washington đang nghiên cứu các phương án thay thế nhà lãnh đạo Ukraine bằng một nhân vật dễ quản lý hơn, người sẽ phù hợp với hầu hết đồng minh phương Tây. Theo SVR, Tổng thống Zelensky đang thực hiện những động thái có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng ra khỏi biên giới Ukraine. Cơ quan tình báo Nga tiết lộ, Mỹ coi cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov là ứng cử viên phù hợp để thay thế Tổng thống Zelensky. Thông cáo của Cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho biết, cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov hiện được coi là ứng viên phù hợp. Người Mỹ coi mối quan hệ chặt chẽ giữa ông Avakov với các tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine và mối quan hệ giữa ông với những nhà lãnh đạo các nước châu Âu là thế mạnh của ông. Theo SVR, chính quyền Mỹ đang có kế hoạch phát động một chiến dịch thông tin mạnh mẽ để làm mất uy tín của Tổng thống Zelensky nhằm buộc ông phải rời khỏi vị trí của mình. Theo SVR, chính quyền Mỹ đã chỉ thị cho các tổ chức phi chính phủ liên kết xây dựng kịch bản ông Avakov lên nắm quyền ở Ukraine. Vấn đề này đang được thảo luận với các nhà lãnh đạo của các đảng đối lập hàng đầu của Ukraine, cũng như với một số đại diện có ảnh hưởng tại Quốc hội Ukraine từ đảng cầm quyền người phụng sự nhân dân. Theo một bức điện được giải mật đăng trên tạp chí Rasvetchik hồi tháng 7, SVR nhận định người dân Ukraine ngày càng không hài lòng với cuộc xung đột kéo dài với Nga và sự mất lòng tin với chính quyền gia tăng, đặc biệt sau khi ông Zelensky hết nhiệm kỳ tổng thống 5 năm. Truyền thông Nga gần đây đã công bố video ghi lại cảnh UAV quân sự Lancet tập kích và thiêu cháy xe bọc thép Rochelle Senator xâm nhập tỉnh Kursk. Theo đoạn video được trang quân sự Veronica.ru công bố, máy bay không người lái UAV trinh sát Nga hoạt động trên không phận tỉnh Kursk đã phát hiện một xe bọc thép Rochelle Senator bị binh sĩ Ukraine bỏ lại trên đường. Để ngăn đối phương có thể tái sử dụng khí tài trên, quân đội Nga đã điều một UAV cảm tử xét thực hiện nhiệm vụ phá hủy xe Rossell Senator. Khối thuốc nổ lắp trên UAV Lancet nhanh chóng khiến xe Rossell Senator hư hại và bốc cháy lớn. Hiện chưa rõ thời điểm đoạn video trên được quay lại. Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này lần đầu tiên phá hủy một xe bọc thép chở quân APC Senator do Canada cung cấp cho Ukraine. Chiếc xe bị phá hủy khi quân đội Nga tấn công lực lượng Ukraine ở phía nam Donetsk và Zaporizhia. Tuyên bố cho biết thêm, lực lượng Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine. Kiev mất hàng trăm binh sĩ và một số phương tiện, trong đó có xe thiết giáp Senator do Canada sản xuất, pháo FH-70 do Anh sản xuất và pháo M-198 do Mỹ sản xuất, chỉ trong khu vực này trong vòng 24 giờ. Chưa rõ có bao nhiêu xe thiết giáp Senator đang được quân đội Ukraine sử dụng. Cuối năm 2023, một số phương tiện truyền thông dẫn lời giám đốc điều hành nhà sản xuất vũ khí Rossell của Canada cho biết, công ty này đã cung cấp tổng cộng 1.000 chiếc APC cho Ukraine cũng không rõ Kiev đã nhận được phiên bản APC thông thường hay phiên bản chống phục kích chống mìn MRAP. Rossell Senator là xe bọc thép chở quân đa năng do công ty Rossell Defense Solution phát triển. Rossell Senator ra mắt lần đầu tại triển lãm quốc phòng AUSA ở Washington DC vào năm 2018. Là một phương tiện vận chuyển đa dụng chiến thuật có tính cơ động cao, Rossell Senator được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động tuần tra biên giới bằng cách triển khai thiết kế mô đun Rossell đã tạo ra một nền tảng phương tiện có thể hỗ trợ nhiều tình huống hoạt động, bao gồm xe bọc thép chở quân, đơn vị chỉ huy và kiểm soát di động, trinh sát và sơ tán y tế. Senator được thiết kế với chiều dài 5,9 m, chiều rộng 2,3 m và chiều cao 2,4 m. Rossell sử dụng các vật liệu composite nhẹ cải tiến để đảm bảo hiệu suất và tính cơ động cao nhất cho nền tảng phương tiện đa nhiệm vụ này. Thân xe được thiết kế đặc biệt để kết hợp các vật liệu cách nhiệt và cách âm tiên tiến. Lớp giáp bao quanh khoang chở quân và khoang động cơ của Senator có thể chịu được đạn có cỡ nòng lên tới 50 mm. Sàn xe trang bị hệ thống chống nổ có thể bảo vệ phi hành đoàn trước các vụ nổ bởi lựu đạn DM51 của Đức hoặc mình sát thương hạng nhẹ tương đương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ định Alexei Diomin, một cựu nhân viên điện Kremlin, phụ trách phòng thủ tại khu vực Kursk, dường như thay thế các nhiệm vụ của Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trong khu vực thông tin về việc thay người chỉ huy ở Kursk được Newsweek dẫn theo một quan chức và nhiều blogger quân sự ủng hộ xung đột của Nga. Nikolai Ivanov, một đại biểu Duma quốc gia Nga từ khu vực Kursk, cho RTVI biết, nguồn tin của tôi đã xác nhận thông tin này trước đó. Thực sự, ông Diomin đã được mời tham gia một cuộc họp với ông Putin và được chỉ định giám sát hoạt động chống khủng bố. Nhưng nhiệm vụ chính là đánh bại các lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm nhập vào lãnh thổ khu vực Kursk tin tức về việc bổ nhiệm ông Diumin, cựu vệ sĩ của Tổng thống Putin và là thống đốc khu vực Tula, xuất hiện khi tướng Gerasimov được cho là bị chỉ trích vì dường như đã bỏ qua các cảnh báo tình báo, cho thấy các lực lượng Kiev đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công bằng xe tăng vào Kursk, khu vực giáp với vùng Sumy ở đông bắc Ukraine. Nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng không được thông báo về việc Ukraine huy động quân tới gần Kursk cũng theo Bloomberg, mặc dù tướng Gerasimov khó có thể bị cách chức trong thời gian ngắn, nhưng sự kiên nhẫn của Điện Kremlin đối với cách ông này điều hành xung đột đang cạn kiệt. Các quan chức Kremlin cảm thấy thất vọng với cách xử lý của ông Gerasimov đối với cuộc giao tranh này. Những cáo buộc tương tự về ông đã lan truyền trên các kênh Telegram của Nga vào tuần trước khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào khu vực Kursk. Ông Putin đã mô tả cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là sự thách thức quy mô lớn và cáo buộc binh sĩ Ukraine đang thực hiện tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tỉnh Kursk nằm giáp biên giới vùng Sumy của Ukraine. Hai khu vực này có trung đường biên giới dài 245 km. Hàng nghìn cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực Kursk, nơi Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang. Quân đội Nga đã triển khai thêm nguồn lực đến khu vực này Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các video về thiết bị quân sự của nước này đang được chuyển về khu vực Suzansky của Kursk, nơi được báo cáo hiện đang bị Ukraine chiếm đóng một phần. Tuần trước, đã có đồn đoán rằng Tổng thống Putin đã chỉ định ông Alexander Bognikov, giám đốc của Dịch vụ An ninh Liên bang Nga FSB, phụ trách các hoạt động ở khu vực Kursk, vì ông trước đây đã chứng minh được mình là một nhà quản lý hiệu quả trong các cuộc khủng hoảng, đe dọa sự ổn định nội bộ của Nga và chế độ Kremlin. Hãng tin AFP mới đây phân tích dữ liệu từ các nguồn tin của nga do viện nghiên cứu chiến tranh ISW chuyển tiếp và đánh giá. Theo đó, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km vuông bên trong lãnh thổ của liên bang nga ở tỉnh Kursk. Trong một video do văn phòng dịch vụ báo chí phát đi, tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh, bất chấp cuộc giao tranh dữ dội và khó khăn, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến vào Kursk. Ông Zelensky cũng đăng đoạn phim cho thấy ông đang trao đổi với Tổng tư lệnh Oleksandr Sisky qua video. Trong đó, tướng Sisky báo cáo Tổng thống Ukraine rằng quân đội Ukraine đã tiến sâu vào một số khu vực từ 1 đến 3 km. Trước đó, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk ở miền Tây Liên bang Nga. Ban đầu có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ với sự yểm trợ của 11 xe tăng và 22 xe bọc thép. Chiến dịch nêu trên của Ukraine được coi là cuộc tấn công xuyên biên giới đáng chú ý nhất trên lãnh thổ của Liên bang Nga kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Trong diễn biến có liên quan, ông Dmitry Polyansky, pháo đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố để kết thúc bài phát biểu của tôi về cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine ở Kursk, tôi phải lưu ý rằng những người hy vọng rằng cuộc tấn công này sẽ gây ra bất hòa giữa người Nga và khiến họ sợ hãi đã mắc phải sai lầm nguy hiểm. Động thái này càng khiến xã hội của chúng tôi đoàn kết và phơi bày bộ mặt thật của đối thủ, những người sẽ gặp thất bại hoàn toàn và đầu hàng vô điều kiện. Ông Poliansky cũng chỉ ra rằng không có một lời lên án nào từ các đồng minh phương Tây của Ukraine về hành động của chính quyền Kiev. Theo ông Polianski, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là một dấu hiệu rõ ràng, cho thấy họ đã đưa ra một lựa chọn rõ ràng ủng hộ gia tăng và sự thù địch. Quan chức Nga nhấn mạnh đây là phản biện tốt nhất cho tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi, những người đã tuyên bố rằng chính quyền Kiev đang xem xét một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Câu trả lời đưa ra đó là một lựa chọn rõ ràng cho việc ủng hộ gia tăng căng thẳng và thù địch. Mong rằng không ai sau này nói rằng chúng tôi sẽ không cảnh báo trước. Ông Poliansky nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào Kursk là một động thái mà Ukraine chắc chắn sẽ phải hối hận sâu sắc. Nhiều thiết bị quân sự của phương Tây mà Nga thu được trong cuộc xung đột ở Ukraine đang được trưng bày tại triển lãm Army 2024 ở công viên Patriot, ngoại ô Moscow. Triển lãm kéo dài 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8, trưng bày khoảng 28.000 hiện vật. Trong số các thiết bị quân sự xuất hiện tại triển lãm, có một loạt thiết giáp phương Tây như xe chiến đấu Bradley và xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, cũng như xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Một số thiết bị đã bị hư hỏng, nhưng trong số đó cũng có những thiết bị gần như vẫn còn nguyên vẹn. Trọng tâm chính của triển lãm Army 2024 là giới thiệu vũ khí tiên tiến do Nga sản xuất. Các vũ khí mới xuất hiện tại triển lãm bao gồm phiên bản mới của máy bay không người lái UAV trinh sát Supercam S350, robot chiến trường DPG. Một số thiết bị quân sự khác được Nga hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm từ các cuộc giao tranh đang diễn ra cũng được giới thiệu tại triển lãm quân sự năm nay. Theo mạng tin quốc phòng AmericanNation.com, một trong những điểm nhấn của triển lãm năm nay là việc Rosboron một đơn vị thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, lần đầu tiên giới thiệu hệ thống vũ khí tấn công cảm tử Lancet E. Ngoài ra, công ty hệ thống chính xác cao thuộc Rostec cũng đã giới thiệu một phiên bản mới, chưa từng được biết đến, của hệ thống phòng không Panzer. Bệ phóng của phiên bản mới này có thể lắp trên gầm xe tải, có thể hoạt động ở cả trạng thái cố định và di động. Điểm mới của phiên bản Panzer này là khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không ở tầm ngắn và tầm trung. Nó có thể được triển khai tại các cơ sở công nghiệp, năng lượng và hành chính quan trọng hoặc tại các vị trí bắn đặc biệt. Ngoài Lancet E và Panzer mới, triển lãm Army 2024 cũng đã giới thiệu một số phát triển quân sự khác của Nga. Trong số đó có xe bọc thép bánh xích MGT LB và phương tiện chiến đấu không người lái bánh xích D30 được trang bị lựu pháo. Loại xe địa hình mới này đánh dấu lợi thế đáng kể trong công nghệ quân sự của Nga mang đến hiệu suất và tính linh hoạt được cải thiện trên nhiều môi trường đầy thách thức, mang đến khả năng cơ động và bảo vệ cao, những sản phẩm này thể hiện sự đổi mới liên tục trong công nghệ quân sự của Nga, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện tại. Triển lãm Quốc phòng Army 2024 không chỉ là cơ hội để Nga trình diễn công nghệ quân sự tiên tiến mà còn là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác quốc tế trong ngành công nghiệp quốc phòng. Sự kiện này thu hút sự tham gia của các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Đây là một trong những triển lãm quân sự lớn nhất trên thế giới nơi các công ty và tổ chức quốc phòng giới thiệu những sản phẩm và công nghệ mới nhất của mình. Sắp tới, xe chiến đấu bộ binh KF-41 Linz sẽ sớm được giao cho Ukraine như một phần gói viện trợ quân sự mới từ Đức. Phương tiện này nhận kỳ vọng rất lớn từ Kiev. Xe chiến đấu bộ binh IFV KF-41 Linz do Đức sản xuất có tính năng vượt trội Marder hay M2 Bradley. Phương tiện đặc biệt này sắp có trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine. Theo trang Defense Express, công ty Haimetan là một trong những nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho lực lượng vũ trang Ukraine. Đức vừa công bố một báo cáo về kết quả kinh doanh của họ trong nửa đầu năm 2024, trong đó đề cập đến tốc độ tăng trưởng ấn tượng, bao gồm lợi nhuận của họ tăng đáng kể nhờ những hợp đồng cung cấp vũ khí cho quân đội Đức, các quốc gia NATO cùng với Ukraine. Giám đốc điều hành Haimetan Ông Amin Papberger lưu ý trong quý 2 năm nay, doanh thu đã tăng 50%. Ông nói, "Chúng tôi chưa bao giờ thấy mức tăng trưởng như vậy. Điều này dẫn đến kỳ vọng doanh số hàng năm vào khoảng 2 tỷ euro trong vài năm tới." Ngoài ra, ông Papberger cho biết, xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx sẽ được họ giao cho Kiev vào cuối năm 2024, mặc dù chưa rõ dòng IFV này có được sản xuất ngay tại Ukraine hay không. Nhưng các cuộc thảo luận về việc nội địa hóa như trường hợp Hungary đang diễn ra. Theo thông báo, những cuộc thảo luận về việc cung cấp xe chiến đấu bộ binh KF-41 Lins cũng như việc sản xuất chúng trực tiếp tại Ukraine đã diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Xe chiến đấu bộ binh KF-41 Lins có cấu tạo gồm 3 khoang. Khoang người lái ở phía trước, bên trái và động cơ ở phía trước. Bên phải, khoang chiến đấu ở giữa và một khoang chở bộ binh phía sau. Linz sử dụng cơ cấu bánh xích địa hình cùng kết cấu đáy kép dạng V bảo vệ xe trước các vụ nổ bởi các loại bom mìn. Linz KF41 có trọng lượng 45 tấn, chiều dài 7,7m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,3m với kíp chiến đấu 3 và có thể chở theo 8 binh sĩ bộ binh được trang bị vũ khí đầy đủ. Xe được trang bị động cơ diesel Liebherr 1140 mã lực tương đương 850 kW, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa đạt 70 km h tầm hoạt động 500 km. Ngoài ra, xe cũng có thể vượt qua các rãnh rộng đến 2,5 m vượt chướng ngại vật cao 1 m và hố sâu 1,5 m Vũ khí chính của phương tiện chiến đấu này là tháp pháo Lens cỡ nòng 30 mm, tốc độ bắn 200 phát một phút, có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly 3.000 m Phiên bản cải tiến tiếp theo là một khẩu pháo Gotan 35 mm, tương thích loại đạn 35 x 228 mm do 2 metan phát triển. Đây là đạn có thể lắp ngòi điện tử định tầm nổ. Được gắn đồng trục bên trái pháo chính là súng máy 2 mê sáu RMG 7,62 mm với tốc độ bắn tối đa 800 phát một phút. Đồng thời xe cũng được trang bị thêm súng phóng lựu khói và ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM Spy LR2. Ngoài ra, Lynx KF-41 còn lắp đặt thêm hệ thống quan sát nhanh Rossi hệ thống quản lý chiến đấu BMS và hệ thống cảm biến điện quang SEOSS. Chúng được tích hợp trong tháp pháo Lens cùng với tính năng nhận dạng và theo dõi mục tiêu tự động. Theo mạng tin Asia.expert, Latvia đã bắt đầu thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị kêu gọi triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước này. Bản kiến nghị được đăng trên cổng thông tin sáng kiến công cộng manabans.lv nhằm mục đích yêu cầu chính phủ Latvia đàm phán với các đồng minh NATO để triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ tại quốc gia Baltic trên. Theo bản kiến nghị, việc sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật được coi là một bước quan trọng để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia. Đồng thời, bản kiến nghị này cũng nhấn mạnh rằng vũ khí này sẽ được quản lý bởi các chủ sở hữu hiện tại, chủ yếu là Mỹ. Bản kiến nghị kêu gọi Latvia hỗ trợ các nỗ lực của Ba Lan trong việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và khuyến khích chính phủ bắt đầu đàm phán với các đồng minh NATO về vấn đề này. Việc Latvia thu thập chữ ký cho việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được xem như một phần của chiến lược quốc gia nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía đông và củng cố vị thế của nước này trong khối NATO. Latvia hiện đang đi đầu trong thực hiện chính sách cứng rắn với Nga của liên minh châu Âu. Tình hình gần biên giới Latvia với Nga và Belarus cũng đang trở nên căng thẳng. Ngay trước khi bản kiến nghị được công bố, chỉ huy quân sự vùng Gomen của Belarus, Andrei Grinovosh đã cảnh báo về nguy cơ an ninh quốc gia từ tình hình biên giới. Belarus và Nga đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc Ukraine và các quốc gia NATO tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới của liên minh quân sự này. Các nước vùng Baltic như Latvia, Litva và Estonia cùng với Ba Lan đang bị Belarus cáo buộc thực hiện các hành động phá hoại nhằm vào nước này. Điều này đã dẫn đến việc Nga và Belarus phải đáp trả bằng cách củng cố khả năng phòng thủ của mình. Trong bối cảnh đó, Moscow và Minsk đã thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh bao gồm việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus và tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường xuyên. Theo các tài liệu mật mà báo Financial Times của Anh tiếp cận được và tiết lộ gần đây, Nga đã huấn luyện hải quân nước này tấn công các địa điểm sâu bên trong châu Âu bằng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO các bản đồ do dỉ cho thấy những mục tiêu xa xôi như bờ biển phía Tây Pháp và thị trấn ở Anh. Tuy nhiên, ông Putin đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga lên kế hoạch tấn công châu Âu sau Ukraine. Vào tháng 6, Nga đã mở rộng quy mô huấn luyện triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho quân sự tại khu vực biên giới với các nước NATO. Theo đó, các binh sĩ và thủy thủ từ quân khu Leningrad phía Bắc Nga giáp biên giới với các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO như Na Uy, Phần Lan, Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã tham gia cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Phía Belarus cũng cho biết nước này cũng đã tham gia cuộc tập trận thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật này cùng với Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan, ông Radoslav Sikorsky nói rằng Vaksava ước tính Nga đặt gần 100 đầu đạn hạt nhân chiến thuật ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga ở Baltic. Ông Sikorsky cũng nói về mối đe dọa của Nga theo góc nhìn của Ba Lan và cho rằng nó gần hơn những gì mọi người tưởng tượng. Tổng thống Putin cũng đã từng nhắc tới việc Nga có nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến thuật có sức công phá 70 đến 75 kiloton, gấp khoảng 5 lần kích thước quả bom hạt nhân mà Mỹ thả xuống Hiroshima, Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945. Những tiết lộ mới nhất cho thấy Nga đã hình dung ra kịch bản xung đột với phương Tây vượt xa biên giới của mình, lên kế hoạch cho một loạt cuộc tấn công áp đảo trên khắp khu vực Tây Âu. Các tài liệu lưu ý rằng tính linh hoạt đáng kể của Hải quân Nga cho phép họ thực hiện những đòn tấn công bất ngờ và phủ đầu, cũng như những cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ nhiều hướng khác nhau. Bộ Quốc phòng ở Minsk thông báo rằng Belarus đang cử lực lượng tên lửa và pháo binh tới Nga tham gia tập trận chung với quốc gia đồng minh. Thông báo ngắn gọn cho biết cuộc tập trận sẽ bao gồm việc sử dụng nhiều hệ thống phóng tên lửa trên một phạm vi quân sự chưa xác định ở Nga. Trước đó, Minsk cho biết họ cũng đã cử lực lượng phòng không tham gia tập trận chung với quân đội Nga. Theo các tuyên bố, binh sĩ Belarus đã được điều động trên máy bay vận tải IL-76 tới dãy Asluk thuộc vùng Astrakhan ở miền Nam Nga. Việc di chuyển lực lượng diễn ra trong bối cảnh Moscow cáo buộc Ukraine đưa lực lượng chính quy xâm nhập vào tỉnh Kursk. Diễn biến mới gián tiếp liên quan đến Belarus khi Kiev phóng thiết bị bay không người lái UAV tấn công tự sát qua không phận nước này. Theo các quan chức Belarus, Minsk không liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine, nhưng lực lượng phòng không của nước này được tích hợp với hệ thống phòng không của Nga đã chặn một số thiết bị bay không người lái và giúp lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào những chiếc UAV khác. Hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin những thiết bị bay không người lái bị bắn rơi dường như đã được lắp ráp bởi Ukraine cùng với các kỹ sư NATO sau khi các địa điểm rơi của những chiếc UAV lạ được điều tra. Minsk trước đây từng cáo buộc Kiev tổ chức các hành động thách thức gần biên giới của mình. Trong bối cảnh xung đột ở vùng Kursk, cách Belarus khoảng 180 km, nước này đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biên giới giáp Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết thêm một số lực lượng cơ giới của họ đã được đặt trong tình trạng báo động nhiều xe tăng và các phương tiện khác được triển khai bằng đường sắt đến các khu vực gomen và mozia dọc biên giới ukraine kiev cho biết việc xâm nhập vào lãnh thổ nga là nhằm mục đích gây áp lực buộc moscow phải chấp nhận một hòa bình công bằng theo một tù nhân ukraine tham gia vào vụ xâm nhập đã được cơ quan an ninh liên bang nga thẩm vấn các binh sĩ thông báo rằng họ nên cố gắng chiếm càng nhiều lãnh thổ của nga càng tốt để sau đó đổi lấy các vùng lãnh thổ khác mà kiev tuyên bố chủ quyền trong khi đó tổng thống vladimir putin đã loại trừ khả năng đàm phán với kiev do hành động của quân đội ukraine ông cáo buộc họ tấn công bừa bãi thường dân nga ở vùng kursk tổng thống putin đã chỉ rõ rằng ukraine đang cố gắng phá hoại sự ổn định của liên bang nga bằng chiến dịch tấn công tỉnh kursk nhưng kiev sẽ không thành công tại cuộc họp được truyền hình trực tiếp với các quan chức an ninh cấp cao và các thống đốc khu vực ông putin cho rằng giờ đây đã rõ lý do tại sao Ukraine từ chối đề xuất quay lại với kế hoạch hòa bình của Nga cũng như đề xuất của các bên trung lập. Theo ông, có vẻ như Kiev với sự giúp đỡ của phương Tây đang thực hiện ý đồ của mình là tìm cách cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. Ông Putin cho biết mức độ tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng lên đáng kể, bao gồm cả đối với những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất đã thâm nhập qua biên giới. Đài RT của Nga đưa tin, Kazuhiko Togo, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Nhật Bản, đã cảnh báo rằng vị thế đàm phán của Kiev sẽ chỉ càng xấu đi và bất kỳ thỏa thuận nào mà Kiev đạt được với Moscow vào phút chót sẽ khiến lời đề nghị hiện tại của Tổng thống Nga Vladimir Putin giống như một giấc mơ ngọt ngào. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA của Nga, nhà ngoại giao kỳ cựu Togo nhận định rằng việc Mỹ và Anh từ chối đàm phán với Nga là một quyết định quan trọng có thể khiến Ukraine tan rã thành ba phần. Ông Togo nói, trong ba tháng tới, Nga có khả năng tiến xa nhất có thể, lấy hết mọi thứ có thể và đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa, dù là dưới thời các tổng thống tiềm năng của Mỹ, ông Biden hay bà Harris hay dưới thời ông Trump. Khi đó, Ukraine có thể tan rã thành ba phần, phần phía đông sẽ thuộc về Nga, phần phía tây thuộc về Tây Âu và ở giữa sẽ là một Ukraine bé nhỏ với Kiev là thủ đô. Tuy nhiên, những người ủng hộ quan điểm trên nhấn mạnh cộng đồng quốc tế nên tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột thay vì suy đoán về những hậu quả tiềm tàng. Bất kể kịch bản mà ông Togo mô tả có khả năng xảy ra như thế nào, rõ ràng là tình hình hiện tại đòi hỏi phải giảm căng thẳng ngay lập tức và nối lại đối thoại giữa tất cả các bên trong cuộc xung đột. Cộng đồng quốc tế phải đóng vai trò tích cực trong quá trình này góp phần tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình và tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp có tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan. Ông Putin cũng cho rằng xung đột Ukraine khó chấm dứt thông qua hòa giải, nhưng Nga vẫn hoan nghênh việc hòa giải. Ông giải thích rằng một bên trung gian hòa giải khó có thẩm quyền ký vào văn bản thỏa thuận cuối cùng. Trong khi Mỹ được cho là sẽ không xem xét các cuộc đàm phán về tương lai của Ukraine ở thời điểm hiện tại vì Nga đang giành được các bước tiến trên chiến trường. Thay vào đó, Mỹ sẽ tuyên bố hỗ trợ Ukraine đạt được một số bước đột phá để đẩy lùi Nga, đồng thời tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga với lời cảnh báo của Tổng thống Joe Biden rằng các cuộc tấn công này không nhắm mục tiêu vào thủ đô Moscow. Theo kịch bản của Washington, nếu có sự hỗ trợ lớn từ Mỹ và NATO, trong đó có các loại vũ khí mới bao gồm máy bay chiến đấu và có lẽ cả sự xuất hiện của quân đội NATO, Washington cho rằng Nga có thể bị chặn đứng và một số bước tiến của Moscow sẽ bị đảo ngược. Kịch bản này sẽ mở ra con đường hướng tới các cuộc đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn mà khi đó Nga có thể chấp nhận. Các bộ trưởng ngoại giao của Ý và Thụy Sĩ đã nhất trí hợp tác đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai có thể có sự tham gia của Nga. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên do Thụy Sĩ tổ chức hồi tháng 6 chủ yếu xoay quanh công thức hòa bình của Ukraine trong đó yêu cầu Nga rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Moscow gọi kế hoạch này là xa rời thực tế. Hội nghị đã bị một số quốc gia phớt lờ cho rằng sự vắng mặt của Nga tại hội nghị khiến các cuộc thảo luận trở nên vô nghĩa. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, mặc dù Nga không được mời tham dự hội nghị đầu tiên, nhưng phần lớn thế giới muốn Moscow có mặt tại bàn đàm phán vào tháng 11 tại hội nghị lần thứ hai. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani và Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis nhất trí duy trì liên lạc và hợp tác để tạo ra những điều kiện tốt nhất có thể cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine lần thứ hai với sự tham gia của tất cả các bên, bao gồm cả Nga và tất cả các chủ thể toàn cầu có liên quan. Cũng trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Italia và Thụy Sĩ nhắc lại các điểm đã được thảo luận ở hội nghị đầu tiên gồm kêu gọi các bên thả tù binh, đảm bảo an ninh lương thực và hạt nhân. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Moscow sẽ không đàm phán với bất cứ ai tấn công dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự, đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân. Chủ nhân điện Kremlin lên án cuộc đột kích mới đây của quân đội Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga, cho rằng đây là động thái của Kiev nhằm nâng vị thế đàm phán. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của hãng truyền thông Evropeska Pravda, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine ông Andriy Yemak cho rằng không nên coi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về hòa bình cho Ukraine là sự khởi đầu cho các cuộc đàm phán với Nga. Theo ông Yermak, mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh này là các bên tham gia hội nghị thống nhất về một kế hoạch hòa bình, sau đó kế hoạch này sẽ được gửi tới Nga. Đại diện Nga có thể tham dự hội nghị để kế hoạch trên có thể chuyển tới chính quyền Moscow. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề về lập trường chung giữa hai nước rất khó giải quyết. Ông Yermak cho biết, phía Ukraine muốn mọi việc đạt được tiến triển nhanh chóng nhưng không chắc về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai trong năm nay